Nơi đâu, cháu xin được gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu đôi chúng mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 7, em xin lãnh thưởng các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu Tech, model của nó là A650. Đây là một chiếc đầu chạy băng cassette. Nó được sản xuất năm 1975 với giá xưởng của nó rất là cao, 119.000 yên. Nó tương đương với khoảng độ 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đấy. Và chiếc đầu này thì có cái xay ngang là 44 cm, chiều cao của nó là 17,7 cm, chiều sâu là 32,5 cm và nó nặng 13 kg. Mặt phay nhôm màu trắng kết hợp với hai đồng hồ vu nhìn rất là đẹp, cổ điển và hầm hố các bạn. Ở chiếc đầu này tình trạng về phát và làm dề cực hay. Đấy. Tại sao nó hay thì một chút nữa em sẽ mở cho các bác xem phần cấu hình bên trong thì các bác sẽ thấy. Còn chức năng ghi băng thì không ghi được đúng không? Đấy. Và thêm vào nó nữa là nó bị mất hai cái lắp chụp ngoài. Hai cái lắp chụp ngoài đây. Đấy. Đây là mình thường nó có màu trắng này, chụp ngoài đây, nó không nhớ gì với sự bình thường đâu nhá. Nhớ chụp ngoài thôi. Đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Phần tiền bên trong nó có đèn báo này. Đấy. Đây cái chữ đây nó hơi bay nhẹ một chút này, hơi bay nhẹ một chút. Đây cái bếp xước hơi nhỏ, không đáng kể. Đấy. Đây nó mất thang lắp chụp bình thường, lắp chụp trắng này, nên nó muốn lắp chụp bên ngoài. Nó dựng bình thường không hưởng gì cả nhé. Ở đây cái lúm này có vết xước nhẹ thôi. Đấy. Đây có vết xước nhẹ. Lại thấy rất là đẹp, có nhìn này. Rất là mới mà. Đấy. Em quay chậm để bác quan sát, nó cực đẹp luôn. Đấy. Về phần lắp lưng này thì nó sơn lại rất đẹp rồi. Đấy. Bên này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bên trên này cạnh trên của nó đây có vết xước nhẹ thôi, không đáng kể nhé. Đây mẫu đen của nó là A650, điện 100V, công suất của nó là 26W và sơ đi máy của nó là 41398, được sản xuất Nhật Bản. Ốc yếc vẫn còn rất mới, phía sau rất đẹp luôn. Phía sau này nó có hai đường ao ra, một và hai đây, và đây là một đường lai vào để các bác làm dè hoặc làm dè nhé. Đấy, chức năng ghi cái này thì không hoạt động được nhé. Đấy, và đây là phần nội thất bên trong. Đọc cái lắp lưng của nó rất là nặng này. Đây, và nhìn cái phần nội thất bên trong nó quá là hầm hố luôn. Taxi 7 màu đẹp nhé. Đấy. Đây là cái tấm giấy bạc nó đặt đây. Nhìn tụ chi chít luôn. Mạch. Nguồn có này. Nguồn nó to như một cái nguồn có âm ly luôn. Đấy, rất là mới nhỉ. Tụ đây. Đấy. Chi chít luôn. Rất là gấu. Đấy, sắt xì 7 màu. Đấy. Nhưng mà về đấy, tình trạng về thì đây có này. Những cái mũi hàn chân dây này đấy, nó hàn có bên Nhật thôi nhá, họ cũng biết là làm sao ấy, nhưng mà là họ đấu lối đây này, nó không hiểu gì chất âm các bạn, nó chỉ muốn chức năng ghi thì không ghi được thôi. Đấy. Phát và làm dè cực tốt. Đây bên này cũng vậy, sắt xì trắng choang luôn. Và đây là phần đáy phía dưới, em đặt cho xem quá lặng họ như một con âm ly này. Đây có thể xì nó 7 màu luôn. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 4 triệu đồng đúng nhé, bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền, và nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh.
hoặc nào ở gần thì qua anh em chọn lựa một sản phẩm, hoặc nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Nó có cái chức năng là làm volume xuất ra để tiện lợi. Giảm âm lượng được nhé. Biết em sang giàu con ánh trắng tay, đâu dám treo cao to vầy cùng mình đi về chung lối, em giang đầu anh cúi tông thương. Biết em không màng dâu dáng góng hồn, nhưng áo mặc sao khói đầu đường. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mai sau, ai không tìm ghê quý cao xa. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ chẳng gác lành một mình. Thâu canh tiếng gà xào xạc, em trông gấm lùa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này không gánh thở dài với mẹ cha đến đàn hỏi nàng, dám mong trời cao thương xót để chuyện sau này đôi lứa không muôn đời chia cách sông. Cô rất là khỏe các bạn. Rồi bây giờ em test chức năng làm rè nhé. Làm rè thì cần một cái băng nhé. Cần cái băng. Nếu bác là mua cần không có băng thì em tặng kèm một cái băng để bác làm rè. Chưa được không vi được rồi. Rè thì các bác chỉ cần ấn nút vào pause này và nút Z level này để là ghi và âm lượng thì cho chúng ta điều chỉnh hai nút bên này nhé. Tăng này. Các bác có thể kết nối qua đường AV, qua điện thoại hay là bất kỳ thiết bị nào khác, qua đường analog ấy vào thứ hai. Ta giờ đã lơ làng, còn anh đây đứng vẻ vàng.
xin phép được dừng video tại đây. Thì chữ đầu này, chữ tăng phát và làm dề cực hay không nhé. Đấy. Thì nó chỉ lỗi cái chức năng không ghi và nó mất cái đúng này thôi. Cũng như phần máy thì là có bên Nhật họ đấu lối mỗi giờ như vậy, nó không hưởng gì cả. Thì bên em bán hết mức giá là chỉ có 4 triệu đồng thôi, quá rẻ phải các bác. Đấy, con nào mà chỉ để nghe và làm rẻ thì chiếc đầu này thì tuyệt vời. Đấy. Còn những chiếc đầu này mà nó hoạt động hoàn hảo thì nó cũng giá thấp nhất phải từ 6 triệu rưỡi trở lên nhé. Rồi, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em với em với số máy là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và các bác video sau ạ.